Xin chào buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay thì hai anh em sang đi tới lưới tiếp nha cả nhà. Giờ thì cũng gần tới tại, hai anh em sáng nay đậu ở ngoài này nha. Tại vì gió bắc quá cả nhà, không có vô mé nha. Ở trong đó thì còn 4-5 chiếc nữa. Một chiếc nữa là tới tại hai anh em sang bủa nha cả nhà. Giờ này thì nước cũng lớn nha cả nhà, cho nên gió bắc dữ lắm nha. Đó cả nhà. Mấy bữa đó nước đổ, nước lên rồi nó chảy lắm luôn, cây cối nó trôi lắm, lục bình nó tấp vô phi, thấy nó lạnh tấp mà nghiêng phi luôn. Chiều bữa nay cả nhà là gió bắc của bữa nay lạnh này nha, dữ lắm luôn, mùa tiết lạnh đã về đông tới. Lâu lâu nha. Cá cha. Giật luôn chàng 4 kg.
này ngáp nữa, tạo cá cha không? Ôi, còn ngáp, còn ngáp mà còn sống nha, bầu tí nữa nha, ngon ghê không, chân phào. Ngon rồi, chân phào. Hôm nay bảo quá cha, cha không. Cá nghỉ giờ. Cá bị quạt. Không phải, không phải. Ăn ít chín cá chứ nãy giờ. Ngồi cá rồi hôm nay. Đánh luôn à, chúng làm đậm luôn cả nhà ơi. Tại vì sao nó cái dột dột với lùn xù. Còn nữa coi. Oh, jeez.
sáng các kiểu. Đi máy nha. Hai em cái máy nha cái nhà, ngon ghê không? Quậy tưởng cái cốc không? Thank you.
đầu á, từ lớp mới được. Ký nha cả nhà, cá sấu đực luôn, thấy không? Vô vô, gõ tàn sát đôi đầu đồng cá nó mới dính vô nè. Cá duồng bay đục luôn ha.
cả nhà. Giờ thì hai anh em sang thả được hai cái sủ bắt lên bán nha. Không, bỏ ngang cá bự đi, để cá nhỏ xuống đi, ngồi xuống á. Rồi xá vô. Hạ nó hơn chú ơi. Rồi, rồi thấy à. Xách luôn đi. Hai cái sủ nha cả nhà. Hai con có khoảng 6 kg nha. Sang không có đem lên bán được nha. Cho anh ba Sang đem lên chở đi. Chứ còn ở đây mấy cá cốc nữa cả nhà nè cả nhà. Cha đồ cá duồng bay được. Khử độc chứ cả nhà. 3-4 cá cha con 3-4 kg không. Nè. 3 cá cốc nữa cả nhà. 3 cá cốc với con cá duồng bay nha. 4 con. Con này có khoảng 2 kg mấy 3 kg nè cả nhà, cá cốc. Với hai con kia chắc có khoảng 3 kg nữa. Còn cá cha thì con 3-4 kg không, con bành bành. Phăng lên như củi khúc chứ cả nhà. Cá cốc, cá cha, cá sủ rồi đó rồi cá cày nữa cả nhà. Cá cày đó thì nữa đem nhà nạo chả ăn nha. Thịt nó ăn rất ngon luôn nha cả nhà. Như cá cốc vậy đó. À, bán cá sủ ở đây xong rồi lát hai anh em sang lên kia nó bán cá cốc. Mê quá nha, khừ đục. Hôm qua tới giờ luôn á nha. À, qua giờ 4-5 giác lưới mới được 9-10 con gì. Rồi bây giờ thì sang lên kia bán cá cốc nha cả nhà. Rồi sang cũng xin kết thúc video rồi đây. Bán cá xong rồi anh em sẽ đi về nhà sạc cái bình cả nha. Hết trơn điện luôn. Rồi xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo.